một câu chuyện xuyên không kỳ bí. Tái hiện về người phụ nữ tài năng Saim Dang đã dũng cảm bất chấp những định kiến về phụ nữ để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Những câu chuyện của hiện tại được đan xen cùng quá khứ, những trang nhật ký lịch sử, nghệ thuật và mối tình dang dở đầy cuốn hút, cùng vén những bức màn bí ẩn với bom tấn phim truyền hình Hàn Quốc. Đón xem Nhật ký ánh sáng 12 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3.